Mời các bạn cùng ngắm buổi chiều rất nhiều những cánh diều đang bay trên bầu trời quê hương mình đang sinh sống. Một buổi chiều thật là bình yên. Ở thành phố thì có lẽ là sẽ không còn những cái không gian để cho trẻ em thể thả diều nữa, nhưng mình ở nông thôn cho nên là không gian thả diều vẫn còn khá là rộng và đem lại cho người lớn và trẻ con những giây phút thật là thoải mái khi buổi chiều đang dần buông xuống. Chúc các bạn vào xem video thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.